Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây AK47 nhiều màu. Cây này thì các bạn điểm danh nhận được free. Thì điểm danh như thế nào thì mình cũng không biết nữa. Nghe chủ hạc điểm danh trong cái app gì đấy. Và đến hôm nay thì hết rồi. Nó sẽ được đưa vào những cái khẩu súng hiếm nhất CFM. Cây này thì nhìn nó rất là đẹp. Làm mình liên tưởng đến mấy em chân dài đứng ở cái đường Trần Duy Hưng. Và làm mình liên tưởng đến cái bài hát là Hai vây xin cá vàng phơi thân trong chảo mỡ, ngoi lên lằn xuống cá vàng cháy đen thui rồi này thì đen cho bạn rồi. Ui, nhanh vờ lờ ạ. Cây này thì nhìn nó màu mè cực luôn. Trong những cái khẩu súng mà bắn trong CFM thì mình thấy cây này là nhiều màu nhất rồi đấy, không thấy cây nào nhiều màu hơn cây này rồi, phải gọi là nhiều màu hơn cả VIP. Ở đâu rồi, đùa bay đâu rồi, thấy rất là đông, tầm 4 thằng thì phải, 3 thằng, 1 thằng bị mình là cận chiến rồi, 1 thằng AFK đấy mà. Ây da, thiệt là khổ đấy mà, toàn là AFK thôi. Cái gì đây? À, mới thấy, đây rồi. Trời ơi, AFK lắm thì cái thằng kia làm gì đấy? Đùa, tăng hình nhỉ? Phải thật, thiên nhiên. Ô, cái điên mày. Ui, vai, hết cả hồn ạ. Thằng này làm gì đấy? Rồi, hôm nay thì quên. Quên giới thiệu quả bom. Cái này là cũng là cây bom nhân ngày tự trường, cũng có thể gọi là Big to School bom. Bom này là một cái sắp cuốn vở gì đấy. Ôi dù bài khói kìa. Thôi bạn ơi, để mình cận chiến nốt thằng này cái đã. Làm gì mà căng từ nào, đứng lại. Bố mẹ sợ mày quá. Nguy hiểm. Đấy là do bạn đen. Do đen thôi, đỏ quên đi. Đỏ quên đi. Anh chị Cương Thi đã phải nằm xuống rồi, tại vì quá hổ báo. Đấy, cái lúc mà bạn hổ báo thì bạn có sợ thằng nào đâu. Lúc mà bạn nằm xuống thì bạn mới sợ đấy. Đấy, lúc mà bạn nằm xuống thì bạn sợ thì bạn quá muộn rồi. Bây giờ là bạn phải thoát thôi. Rồi thằng Tơ, rồi yêu cầu F11 kích nó đi. Cái định mệnh gặp toàn mấy cái thằng... Toàn thằng gì đâu không à. Toàn AFK thế này làm sao có hero. Tôi xác định trận này không có hero rồi. Ui. ấn nhầm nút, sorry anh em. Anh nghĩ là ấn nút cận chiến nhưng lại ấn nhầm nút bắn. Mình hay đặt hai nút này gần nhau quá, mình không biết fix như thế nào, tại vì cái tay mình nó quen rồi. Cạn lời. Cái này thì bắn nó không khác gì AK47A hay là Azamin hay các kiểu, nói chung đại loại là như thế. Chỉ có cái skin là nó khác rất là nhiều. Nhìn rất là đẹp. Nhìn nó rất là chất luôn ấy. Nếu mà anh em không sưu tập được nó vào kho đồ thì đúng là quá tiếc rồi. Và mình cút ra đây, thùng hàng có khả năng là thất thủ. À chứ nhầm, bàn thờ chứ. Rồi bàn thờ chuyên chứa chấp những thằng quay tay, huyền thoại. Huyền thoại thì hơi quá rồi, mấy thằng khốn nạn. Gì đây, chạy đâu ấy bạn ơi, quay lại. Ui, một cảm giác hăng đến đáng sợ. Lại đây, mình sẽ cận chiến hết mình. Trời ơi, hôm nay thì không hiểu tại sao buổi tối thì nó rất là lag và buổi ngày thì cũng tạm tạm. Ping tầm 5x và 4x được rồi. Ping này mà tham gia bài thì phải gọi là bá. Rồi lại đây, tao lại sợ mày quá cơ. Rồi lại đây cho thơm tí vào đầu này. Thơm không phải mình thơm đâu, mình không hôn đâu. Dại gì, để lưỡi lê cận chiến nó hôn vào đầu bạn. Mồm mình sao lại hôn được. Thôi, đùa. Venus đấy, tuổi gì mà đòi hôn. Thằng Tơ còn chưa chắc đã hôn được. Đùa. Nói hơi bị chảnh chó. Venus là thế anh em ạ. Venus là phải choánh. Cái gì đây? Thôi cây này thấy cũng là tuyệt vời. Cơ mà sưu tập cho nó vui thôi. Hôm nay thì mình sẽ cầm Knuckle 2 VIP. Thực sự chơi bên China thì mình chỉ thích cầm Knuckle 2 VIP thôi. Cây này cận chiến khá phê. Không phải là khá phê mà gọi là mắc phê. Cận chiến thường mắc nhanh, cận chiến đặc biệt cũng rất là nhanh. Bảo sao chúng mai sống được với cây này. Cho dù mất giáp cũng có thể liều mạng được. Nếu mà ping không cao, hỏi ping nó không ủng hộ thì thôi. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác Việt Nam. Bảo làm sao em cận chiến bây giờ. Cái gì đây? Cái này cận chiến thường mới ghê anh em ạ. Đâm như mốc hàng. Dã man. Ôi kìa sau lưng. Rồi tôi té đây. Rồi gì đây? Sao cái mấy cái thông báo nó che hết cả màn hình. Nãy không cái thằng đấy không rớt xuống mà mình cũng không thấy đâu. Cảm giác là thấy nó thoáng qua thôi, nhưng mình không nghĩ là đó là nó. Đây.
À, nó sợ mình quá cơ. Đúng rồi. Và mình có cảm giác bất an. Ô, cái điện mọi. Tính chạy VL. Biết thế biến hero luôn ạ. Rồi. Và đấy mình tính di chuyển rồi, mới bước ra y một đoạn thôi là đã sâm mặt rồi. Quá đen. Rồi, cuộc tìm dù đúng dù sai, nhưng dù bài nó vẫn thích là móc lốp. Rồi, cái này không biết là cái gì đây. Đây là phiếu bé ngoan à. Anh nồi. Phiếu bé ngoan. Đùa. Bay. Cái gì đây? Rồi thôi 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 bạn ơi. Cái định mệnh khắm vừa thôi chứ nhở. Đùa. Lại đây. Xuống đây. Ơi gì đây? Làm thao cơ. Thoát hết rồi. Rồi bây giờ sẽ là mắc cận chiến. Thôi các bạn ơi, để mình đâm cho nó vài phát để tiện nó về Tây Thiên thỉnh kinh. Cái định mệnh dâm ít thế này. Rồi có thêm một con dâm bay nữa. Rồi cho mình sờ một cái nhá. Không thôi, không thì thôi, thằng bà dếp nó sờ bạn thôi. Đây đây đây, thiên nhiên nguy hiểm ở đây. Rồi xong, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, ô mình đang thấy đạn nhá. Sorry bạn hiền. Để bom nó đáp. Thôi tôi té đi. Không thì lại, nó lại hiếp sắc một lờ vì tội không cover đồng đội. Bảo làm thao, tôi hết đạn mà. Đùa. Lại đây. Ơ, thằng kia cover ác ấy nhở. Cái hết hàng của mình rồi. Ủa rồi, thôi thôi thôi. Để mình nhá. Đấy đấy, thôi bạn tự. Nói để mình thì cảm giác là nó không đúng với con người của mình nhá bạn. Để cho giúp vai nó nhiều một tí để mình có hero. Chứ không có hero thì đúng là hơi chán. Nếu mà chơi phòng 16 người thì mình sẽ cover hết mình đấy. Nhưng phòng 10 người thì nó ít giúp bài quá anh em ạ. Chơi toàn thẩm du thôi, bảo sao mình cover. Đấy là toàn những thằng chạy zombie, anh em đừng có tin. Tin người vừa cờ ra ý. Ủa. Thực ra bọn đấy là mấy cái thằng săn mấy cái thằng mà chuyên quay tay. Rồi bị zombie nó lùa xuống thôi. Cũng chả hay ho gì đâu. Mấy mà cái dạng mà ủa, thôi bắn luôn đi. Mấy cái dạng mà chạy xuống bị zombie cào là chắc chắn là những người thẩm du quay tay bị nó lùa xuống. Chứ mấy cái thanh niên mà đi săn hay đi săn thường xuyên thì nếu mà bị đớp xuống thì không bao giờ mà bị cào đâu, khó lắm. Từ khi mà ba bốn hướng mà móc lốp như thế này thì chịu, em xin chịu. Ở cái định mệnh hết đạn này, đùa. Rồi vẫn không nhấp nháy, bảo làm thao bây giờ. Rồi nhấp nháy chưa các bạn hiền, nhấp nháy chưa. Ở cái định mệnh thằng ba Z mày nhanh quá cơ, tao lại sợ mày quá đấy. Ôi, cái quả bom của mình. Mình tính rồi. Thế meo nào thằng bà Z. Nhìn thế thôi chứ lị. Mình cũng sợ là thằng bà Z nó múc rồi. Không ngờ là múc nhìn hơn cả mình tưởng. Bà làm thao. Em sống sao bây giờ? Sống sao bây giờ? Trách mình thôi. Tại vì thằng đấy nó tay dài quá cơ. Hát bựa vào cờ lơ. Rồi chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Tiếng kiếm ít cận chiến anh em ạ. Pha này mình phải đục nát zombie, cần tìm các kiểu. Rồi. Trời ơi, thoát kìa, nó thấy zombie ít quá nó cũng thoát. Đấy anh em thấy không ạ? Chơi bọn khưởng nó dị vờ lờ. Đây 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 đây. Rồi. Đâm này ai nhanh hơn? Ai nhanh hơn? Đùa. Cái nấc của hai vít đấy tốc độ bàn thờ anh em ạ, nó đục kiểu như hơn cả siêu nhân. Liếc cái gì, tao sợ mày quá đấy, liếc chết người à, làm như hết cả hồn. Rồi mình sẽ lên đây móc lốp em nó, chắc chắn là tơ phải nằm xuống rồi. Ơ cái định mệnh thằng ba Z khốn nạn nhá. Ôi lúc không nhấp nháy thì nó lại không bắn. Đợi cái lúc nhấp nháy nó mới bắn anh em ạ. Khốn nạn VL. Này thì 3Z này. Đùa bố à. Trời ơi, nước cổ 2 VIP. Trời, nó tính solo với lại cả nước cổ 2 VIP bằng cây quắm nội ra. Trời, bạn ghê quá cơ. Ấy, từ từ nào, cận chiến nốt nó. Rồi, hôm nay phải làm tuyệt chủng bay mới được. Cái này nó đục nhìn quá. Là thế mạng mình rất là mượt nữa. Rồi nó là yếu tố giúp mình cận chiến tốt hơn. Sợ mạng này. Gì đây? Rồi nhấp nháy đi.
này thì mà với Z này, trời ơi, đang nghĩ thậm chí đặc biệt nhưng không sao, vẫn ăn được. Từ từ xem nào, này đi đường nào. Đường nào đây? Rồi tuyệt chủng nhá, tuyệt chủng thương bay, hình như là 4-5 thằng gì đấy. Có thằng thoát rồi, có thằng chưa, có thằng thoát, tận 4 thằng, tuyệt vời. Cận 4 thằng là hơi bị nhiều đấy. Không biết là nãy giờ mình cận chiến được bao nhiêu phát rồi. Cái này cút quốc gia thì bố thể hiện xem nào. Tao lại sợ mày quá cơ. Ôi, nhìn cái này giống phiếu bé ngoan đấy anh em ạ. VL thật. Nhìn nó bựa VL. Thôi thôi thôi, em té đây. Cái gì đấy. Bây giờ bên sẽ mở toàn ra những cái vũ khí mà bựa bựa. Bựa VL ra. Cái phiếu bé ngoan này có khi lại đi làm cận chiến được đấy. Nhưng không hiểu sao nó làm cũng gì VL. Quả kem thì lại không làm bom, mà cái phiếu bé ngoan này không làm cận chiến. Đấy, những cái này thì đem như đập gật, đập gạch thì tuyệt vời. Nó lại sang bom thì hơi bị tuất anh em ạ. Kem này cận chiến, cận chiến hơi quá rồi. Đang nghĩ cầm bom, mình cứ tính là bom ai rẻ nó sang lúc được thì lại cận chiến thì nó bựa VL rồi. Thằng tiếp theo, thằng nữa rồi, cận chiến đâu nào. Pha này méo có trận nào làm hero ạ, toàn cận chiến với lại các kiểu. Đây bạn ơi, chào mình đi. Ôi ô, cái điện mệnh mất ra mày này, đùa tao sợ mày quá đấy. Ai hi hi. Từ từ xem nào, từ từ đừng bắn nó. Để nó yên nào, để yên cho nó. Phải bán hình cho nó cơ. Bọn này phải bán hình cơ. Rồi, cái gì đấy. Rồi, một bé ra đi. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Cái này nó đục, công nhận là đang cũng khá là to. Cái dòng AK mà đang chỗ nào chả to. Rồi, móc lốp này. Có sai đâu. Tôi là phải ra móc lốp đi, thuộc bài rồi. Đúng rồi, thôi bắn luôn đi. Cái điện mệnh trời mất giáp rồi, cảm giác là ngày ngại không dám cận chiến anh em ạ. Tuy nó nhanh thật và mạng rất là tốt, mạng nó đang ủng hộ mình, nhưng thực sự là mình cũng rất là sợ đến lúc đấy nó lại lag một phát, hoặc là cận chiến mít là mình lại đi luôn. Đấy, giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Việt Nam, bảo làm sao em sống được. Ôi hết giờ ơi, cái định mệnh nãy giờ không cận chiến được thằng nào. Cày thế nhở. Rồi thôi, chắc mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem mình thấy hay đừng quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.